đi công bậc tiếp bằng chiếc này chiếc thứ hai thứ ba rồi, nhưng mà bữa nay thì mình hơi sớm. Bữa ngày hôm qua mình có đi, nhưng mà nghe mấy bạn mình nói ngày hôm qua nó mực nó vô cũng nhiều lắm, nhưng mà và mực vô thì mình đi hoài không ơi, cái cách ngày đi ngày hoặc có thể ngày nào cũng đi cũng chừng đó. Thì nếu mà mình vô sớm á 2-3 giờ á, thì qua ngày hôm sau mình đi nữa, còn nếu mình vô sáng sớm mà về tới nhà trễ á thì hôm sau mình nghỉ không ơi, mình ngủ lấy sức, mình không ngủ sức thì giờ mình chuẩn bị mình sẵn sàng rồi. Giờ xe mình đây, giờ mình chỉ cần móc vô cái này là mình kéo đi nữa bạn. Thì giờ giới thiệu cho chơi vậy thôi, rồi hơn đến tối nay mà nếu mà mình câu mà có mực thì cái cảnh tàu chạy ra với câu mực ban đêm như thế nào thì mình sẽ quay tiếp, rồi tiếp theo cái phần này các bạn, này phần giống như là câu cá phần thứ ba đi ha, ba đi rồi về mình tiếp nữa nha. Thì câu cá thì câu mực nãy mình review những cái đồ vậy đó, thì bây giờ mình chuẩn bị ha, rồi ba các bạn hẹn gặp lại những tiếp theo, phần tiếp theo ha. Bây giờ mình tới chỗ bơm xăng các bạn ơi, bơm xăng cho cái tàu với xe. Bây giờ mình đây là cái xăng Mỹ nè. Bây giờ mình coi bơm xăng ở Việt Nam với bơm xăng ở Mỹ này khác nhau như thế nào ha. Bây giờ mình qua mình bơm xăng coi xe mình trước đi. Ở bơm xăng ở Mỹ này có hai cách trả tiền các bạn. Một là các bạn phải đi vô trong cái chỗ cái quầy của mấy thằng ngồi trong đó là phải trả tiền mặt trước. Rồi mình ở đây mình chọn xăng nào, ở đây có xăng 87, 89, xăng 89 ha, 93. Thì mình ở đây mình mở cái nút xem xăng lên nè. Mình mua cái này bỏ vô xem mình trước. Rồi bắt đầu nó hỏi mình là muốn bán xăng nào ha. Bữa nay thì mình đổ xăng xe mình đổ xăng xăng cao nhất đó, xăng Super các bạn. Thì có vậy thôi, mình chờ có mình vô trong trả tiền trước thì nó kêu mình chờ các bạn. Ở ngoài kia là cái cao tốc rồi, nó đây kêu là highway. Còn ở Sơn Tham ở miền sau nước Mỹ là kêu bằng freeway, cũng chừng nó là highway. Cây xăng này nó có tám cái đồ bơm xăng giống vậy các bạn, mà bơm được hai bên. Coi các bạn coi cái giá xăng ở Mỹ nè, giá xăng ở Mỹ á đây là 1.99, 2.49, rồi Super Plus là 2.69. Thì là cái xăng này cũng có giá các bạn, mấy xăng kia chỉ xăng thường chỉ có 1.69 nè. Vậy đang bơm nó đang nhảy số tiền lên các bạn, mình đổ bao nhiêu là biết liền ha. Mình đổ xăng này 2.99 một gallon, thì 2.99 khoảng 4 lít, 3 lít mấy Việt Nam là 4 lít. Khi mà mình đổ xong rồi á, mình lấy cái đồ cái mỏ cái này nè bạn. Khi mà bơm xong rồi cái này cái lưỡi này nó nhảy xuống là xong, mình hết tiền các bạn, xong rồi mình bỏ vô đó là mình xong thôi ha. Ok, mình mới trong cái đốt chỗ này các bạn, cái này giờ mình mới thả xuống là mình chạy tàu ra nè, tắt mới chạy ra nè. Mình mới chạy ra các bạn. Bây giờ muốn chạy ra chỗ cũ bữa mình mới câu buổi tối nha. Là cái điểm đó đó. Rồi các bạn toàn cảnh cái chỗ thả tàu nè các bạn. Chỗ này là mấy cái chỗ mà tàu nó đậu á, nó mướn đậu á, với chỗ sớ bình mấy cái tàu phục vụ mấy cái tàu đó. Bên đó. Mà bữa nay thì chưa có nhiều. Nhiều. Nhà người ta nè, nhà sát biển luôn. Cái chỗ đó là hai á nè. Spot ở chỗ mấy cái thả tàu ferry các bạn. Chỗ đó trong đó là ferry. Qua mấy cái đảo island này bạn. Mấy nhà này coi vậy chứ lớn vô là bật cái triệu à. Không rẻ đâu, nhà ba lầu mà bự này cái triệu bạc á. Gần biển cái này là mất tiền. Hôm nay mình chạy ra chỉ có mấy mai thôi nha các bạn. Chạy hôm nay ra là không có được quyền chạy có sóng. Chạy khi ra mày ra tới ngoài ngoài kia rồi các bạn muốn chạy nhiều mà chạy, trong đây là đây
chưa thấy cái hoàng hôn đẹp không? Hoàng hôn trên biển nha. Các bạn thông cảm anh, tại vì ở ngoài biển này nó lắc dữ lắm. Sóng biển nó lắc dữ lắm. Nhưng ngoài biển các bạn nhìn thấy hoàng hôn không? Trên biển nè, quá đẹp. View quá đẹp. Khi mặt trời nó rọi sẵn vô cái máy điện thoại cái làm như bị chó vậy. Nó là cảnh hoàng hôn trên biển. Anh em đang câu cá. Các bạn thấy không? Sóng biển cái nó đập lên xuống nha, lên xuống. Đó. Đây là ông anh công chúng mình ha. Đây là tàu hai anh em. Đi vòng vòng đây chắc cũng có mười mấy chiếc rồi đó, mấy chiếc tàu đậu. Ở sau kia ba bốn chiếc nữa. Xong. Xuống à. Lên xuống nè. Rồi dây ha. Buổi chiều mặt trời nó chuẩn bị lặn xuống nguyên một bầu trời nó dệt vàng ở cuối. Thì mình ra nãy giờ được hai tiếng rồi đó, hai tiếng mà hai anh em chắc người nửa thùng rồi. Nửa thùng thì bạn coi lại chiều hoàng hôn trên biển không, tuyệt vời ha. Có những chụp mây bay lơ lửng nè, trời chừng gần xuống ở dưới, đẹp quá đẹp. Biển thì sóng cứ nhấp nhô. Đó, tàu của mình nè. Cái tàu ta đang chạy ra là những ta câu đằng kia không có là chạy vòng vòng ta kiếm á. Quá lắc. Bây giờ là mặt trời nó lặn hẳn rồi. Rồi đó hẳn nó còn tí xíu dần nhạt nhạt đằng kia thôi. Đèn không một chìm đã lên đèn rồi nè. Lên đèn này. Dân sống bữa nay thấy sống dữ các bạn ơi. Chào dữ lắm. Mặt trời vừa xuống thì trăng nó vừa lú lên. Không thấy trăng đâu. Trăng lú lên đằng kia. Trăng lú lên đằng kia có chiếc ferry. Chiếc ferry nó vừa chạy ngang. Có cái phà nó phà lớn thì ngang lên. Bữa nay thì bên này có ít người câu. Ít người câu đây. Dòng 10 chiếc ở đây. Đèn thì lên đèn rồi. Mặt trời mọc lên đây chụp thật bên kia là tàu đang câu ferry xa xa đằng kia đây đấy, có cái tàu phà đang chạy này, nó là chiếc cuối cùng của bên này qua những cái đảo, cái đốm đỏ nằm ở trên cái ferry giờ và đó là mặt trăng chuẩn bị lên với hai trăng tròn bự còn mã đèn chớp xa xa trong kia đó là đất liền, đất liền câu các đất liền.